Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, và chương trình sổ số sẽ được tiếp tục ngay sau một vài giây phút nữa, mà chúng tôi vẫn còn tiếp tục bán vé số nha quý vị. Quý vị nào cần vé số xin quý vị cứ giơ tay lên, các anh em tình nguyện viên sẽ đến đưa vé số để bán vé số cho quý vị. Ngoài ra quý vị mà cần thêm những cái phong thư để quý vị ủng hộ cho hội từ thiện Hoa Sen Việt, chúng tôi cũng sẽ đưa đến tận bàn để quý vị. Quý vị ở các tiểu bang xa, quý vị muốn ủng hộ cho hội từ thiện Hoa Sen Việt, xin mời quý vị gọi ngay đến số phone 714-892-5717, hoặc quý vị cũng có thể gọi số phone 714-892-5400. Dạ vâng, và chúng ta thay đổi một chút đi quý vị, chúng ta đấu giá đi cho nó vui nha quý vị. Món gì vậy chị? Dạ anh Tinh. Dạ vâng, và chúng ta sẽ bắt đầu với vòng trầm hương được bảo trợ bởi công ty Trầm Hương Nguyễn ạ. Dạ xin cho hỏi là chị Trầm Hương Nguyễn ngồi ở bàn nào ạ? Dạ. Dạ, và bây giờ với giá khởi điểm là 300 đô ạ. Quý vị ơi, 300 Mỹ Kim một vòng trầm hương. Để em lấy cái tiểu sử của cái vòng trầm hương đã. Dạ vâng, kính thưa quý vị, vòng trầm hương này đến từ Golden Agarwood Jewelry của Trầm Hương Nguyễn, giúp cho chúng ta mang lại sức khỏe, may mắn. Và giá khởi điểm cho buổi tối ngày hôm nay là 300 Mỹ Kim. Quý vị ơi, 300 Mỹ Kim à. Chắc là xin mời ca sĩ Vũ Quang Vinh hoặc là MC Phạm Hùng Cường, chúng ta có thể cầm cái vòng trầm hương đi vòng vòng được, quý vị có thấy không ạ? Dạ, bàn 19, 400 dạ. Mỹ Kim. Dạ, bàn 19 ơi. Mình là 400 Mỹ Kim ạ. Dạ, các bác, các anh chị bên trái, các bác, các anh chị bên phải, ở trên, ở dưới, phía trước, phía sau, có ai hơn 400 Mỹ Kim không ạ? Trầm hương là quý vị biết là, như chúng ta biết là trầm hương là chúng ta lấy đây là trầm hương rất là tốt cho sức khỏe và nó có mùi hương rất là thơm, đem lại sự may mắn nè. Rồi chúng ta có thể có một sức khỏe tốt nè. Quý vị nào mà làm ăn á, thì đây là một trong những món mà quý vị cần thiết để chúng ta có, để đem lại những cái tài lộc cho chúng ta. Và giá hiện tại bây giờ là 400 Mỹ Kim quý vị ơi. Quý vị ơi, 400 Mỹ Kim, có ai hơn 400 Mỹ Kim không ạ? Đúng rồi, nào vậy? Dạ cho em nhích thêm chút xíu ạ. Dạ bao nhiêu ạ? 500 ạ. Dạ chúng ta đang ở giá 400 Mỹ Kim rồi ạ. Dạ chúng ta đang 400 ạ. Dạ 500 Mỹ Kim. Dạ. Dạ bàn số 45 500 Mỹ Kim. Dạ nguyên một phái đoàn đến từ San Jose. Bàn số 12. Dạ. Bao nhiêu ạ? 500 Mỹ Kim. Dạ không, bàn số 45 đã 500 rồi ạ. Lên 600 cho em. Dạ 600. Dạ 600. Dạ 600 Mỹ Kim. Dạ bàn 15 bao nhiêu ạ? 700 không ạ? Dạ 700 không ạ? Bàn số 19, chị Julie. Để dành món sau. Dạ. Dạ đâu rồi, đến bàn số mấy rồi em? Dạ vâng, quý vị ơi, có quý vị nào hơn không ạ? Dạ quý vị nào cần mà chúng ta muốn xem cái vòng, quý vị cứ vơ tay lên và chúng tôi sẽ đem cái vòng tới tận tay cho quý vị xem, rất là thơm. Dạ bàn số 19 700 Mỹ Kim. Dạ bàn 19 700 Mỹ Kim. Phạm Hồng Cường đấu giá đi cưng. Dạ 699. Dạ vâng, bàn số 18 chúng ta là 700 Mỹ Kim quý vị ơi. 800 không ạ? Có ai cho em được 800 Mỹ Kim không? Chị, mình lên 800 không? Dạ không ha, dạ. Tốn tiền xăng quá phải không? Dạ 700 Mỹ Kim lần thứ nhất ạ. 700 Mỹ Kim lần thứ hai ạ. Dạ vâng, 700 Mỹ Kim dành cho một chị đến từ bàn số 19 ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị khán giả, tiếp đến chắc là em xin mời chị lên đây ạ. Dạ. Sale manager của Sắc Phiếp mà trả 700 là ít hay ít, đúng không chị? xin
À, chị có năm ngoái chị cũng có hiện diện ở đây cùng với hội từ thiện Hoa Sen Việt, thì không biết năm nay thì khi quay trở lại đây thì chị có cảm nghĩ như thế nào? Rất là hân hạnh được em Vũ Văn Vinh, Giao Duy, rất là cảm ơn các vị chư tăng và chùa Phật, chùa Điều Ngự. Buổi tối hôm nay Chu Lị rất là cảm động, chưa bao giờ mình đấu giá trong đời hết. Và lần đầu tiên thì mình muốn đấu giá để mà có số tiền đó giúp cho mấy em bên Việt Nam và xây cầu. Hy vọng là có thể một lần nào đó Chu Lị sẽ làm một cái cầu và đi đồng hành với lại ban tổ chức. Xin cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Sát Fifth Avenue cũng đồng hành với Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt trong suốt những chuyến hành trình ủng hộ rất là nhiều trong từ năm 2014 cho đến nay. Chị yên tâm đi, lát chúng ta còn đấu giá nhiều lắm, chị còn nhiều cơ hội lắm chị.